Vụ lùm xùm mới ở Man United. MU báo giá Rashford cho Paris Saint-Germain, ra phán quyết cuối cùng. Liverpool và Arsenal hụt bước trong cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh. Vụ lùm xùm mới ở Man United. Huấn luyện viên Erik ten Hag tiếp tục đối mặt với nhiều vấn đề cho phòng thay đồ, trùng hợp với thời điểm phong độ của MU lao dốc. MU tiếp tục gây thất vọng khi thi đấu lép vế trong trận hòa 2-2 trước Bournemouth. Theo Daily Mail, các cầu thủ quỷ đỏ đã vô tổ chức và không còn nghe theo chỉ đạo của huấn luyện viên Erik ten Hag. Tờ này cho hay, chấn thương không phải là nguyên nhân khiến MU sa sút. Ngược lại, nhiều cầu thủ không còn chiến đấu vì ten Hag. Cũng trong trận đấu, Anthony bất ngờ bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu dù phong độ cải thiện thời gian gần đây. Truyền thông Anh tiết lộ về tiền vệ người Brazil không gặp bất kỳ chấn thương nào. Thay vào đó, anh bị loại vì bất đồng với ten Hag vì thời gian thi đấu. Theo ESPN, phía MU bác bỏ tin đồn về việc xảy ra mâu thuẫn giữa Anthony và ten Hag. Trong khi đó, hậu vệ Diogo Dalot ám chỉ hàng thủ MU thi đấu thiếu kỷ luật, dẫn đến việc liên tục bị đối thủ ép sân. Trong 3 trận gần nhất, quỷ đỏ phải hứng chịu tới 76 cú sút. MU thi đấu kém trong thời điểm nhiều lùm xùm nổ ra. Phòng thay đồ MU không còn yên à? Wolves viết. Alessandro Garnacho, cầu thủ chơi nổi bật nhất mùa này, tỏ thái độ với huấn luyện viên ten Hag sau khi bị thay ra ở ngay đầu hiệp 2 trận gặp Bournemouth. Garnacho bấm thích hai bài đăng chỉ trích cựu huấn luyện viên Ajax vì thay anh ra sớm. Giới chuyên môn nhận định, nhà cầm quân người Hà Lan có cách xử lý thiếu tinh tế khi công khai chê cầu thủ còn trẻ như Garnacho trước giới truyền thông. Câu nói, tôi cần một nguồn năng lượng tốt hơn để gia cố lại cánh phải của ten Hag được cho là khiến Garnacho không vui. Amad Diallo, một cầu thủ thường xuyên dự bị mùa này, cũng có những động thái khó hiểu. Anh cho cảm giác bản thân không hài lòng với huấn luyện viên Erik ten Hag do ít được trao cơ hội. Sao trẻ người bờ biển Nga không trận nào đã qua 45 phút trong 5 lần ra sân từ đầu mùa trên mọi đấu trường, bất chấp MU thiếu hụt nhân sự trên hàng công. Tháng trước, báo chí Anh tiết lộ ten Hag và Marcus Rashford hầu như không nói chuyện với nhau. Rashford 3 lần bị phạm kỷ luật dưới thời ten Hag. Gần nhất, tuyển thủ Anh giả vờ ốm để không ra sân tập luyện trước trận đấu của MU. Sau cùng, anh bị phát hiện tiệc tùng đến mức say xỉn. Sự cố với Cristiano Ronaldo là vết gợn lớn nhất của ten Hag khi dẫn dắt MU. Tháng 10 năm 2022, khi MU giành chiến thắng 2-0 trước Tottenham tại vòng 12 ngoại hạng Anh, Ronaldo bỏ vào đường hầm sớm. Siêu sao người Bồ Đào Nha được xác nhận là từ chối vào sân từ ghế dự bị cuối trận. Cristiano Ronaldo bị ten Hag phạt 2 tuần lương và gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Một tháng sau, Ronaldo công khai khẳng định mối quan hệ giữa anh và ten Hag đổ vỡ vì ông ta không tôn trọng tôi. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo bạn thân Piers Morgan, ten Hag và ban lãnh đạo MU sau đó quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với cầu thủ. Ten Hag từng công khai gạch tên Sancho do cầu thủ thiếu nỗ lực trong các buổi tập. Cựu sao Dortmund lập tức bật ông thầy trên mạng xã hội, cho rằng bản thân bị biến thành vật tế thần. Kết quả, Sancho bị trục xuất khỏi đội và không được bén mảng tới đội 1. Hiện tại, Sancho đã chuyển sang khoác áo Dortmund dưới dạng cho mượn. Những gì diễn ra cho thấy ten Hag có nguy cơ mất kiểm soát phòng thay đồ MU. Chủ mới Serge Gnabry có thể sa thải cựu huấn luyện viên Ajax nếu tình hình không được cải thiện. MU báo giá Rashford cho Paris Saint-Germain, ra phán quyết cuối cùng. Paris Saint-Germain đã đưa ra quyết định về việc chuyển nhượng Marcus Rashford sau khi được MU thông báo rằng tiền đạo người Anh sẽ có giá 100 triệu bảng. Rashford đang trải qua mùa giải tồi tệ khi chỉ ghi được 8 bàn thắng trên mọi đấu trường. Tiền đạo người Anh chỉ còn là cái bóng của chính mình trên mùa giải trước khi anh ghi tới 30 bàn trong năm đầu tiên dẫn dắt MU của huấn luyện viên Erik ten Hag. Phong độ của Rashford ở mùa giải trước đã giúp anh được MU ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm vào mùa hè năm ngoái. Cầu thủ 26 tuổi hiện nhận mức lương lên tới 325.000 bảng trên một tuần và được cho là người có thu nhập cao nhất ở Old Trafford. Gần đây, một số tin đồn rằng Rashford đã lọt vào tầm ngắm của Paris Saint-Germain, đội đang tìm kiếm người thay thế Kylian Mbappe. Tháng trước, Mirror Football đưa tin đội bóng nhà giàu nước Pháp chuẩn bị đưa ra lời đề nghị trị giá 75 triệu bảng cho tiền đạo người Anh. Nhưng theo The Sun, Paris Saint-Germain đã không còn hứng thú với thương vụ này. Ban lãnh đạo Paris Saint-Germain được cho là đã nói rõ rằng hiện họ không quan tâm đến Rashford. Thay vào đó, đội bóng thành Paris nghi ngờ cầu thủ 26 tuổi đã sử dụng những tin đồn về tương lai để thúc giục MU trong các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng. Màn trình diễn tệ hại của Rashford trong mùa giải này cũng là nguyên nhân khiến Paris Saint-Germain từ bỏ việc theo đuổi cầu thủ 26 tuổi. Thêm nữa, quỷ đỏ được cho là sẽ yêu cầu khoảng 100 triệu bảng mới bán tiền đạo người Anh. Như vậy, Rashford gần như chắc chắn sẽ tiếp tục gắn bó với MU mùa tới. Cầu thủ 26 tuổi bây giờ sẽ phải tập trung vào việc cải thiện phong độ của mình sau khi một lần nữa gây thất vọng trong trận hòa 2-2 của MU trước Bournemouth ở vòng 33 ngoại hạng Anh.
Liverpool và Arsenal hụt bước trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Ở vòng 33 Ngoại hạng Anh Premier League 2023-24, cả Liverpool và Arsenal đã bất ngờ phải nhận thất bại trước hai đội được đánh giá thấp hơn là Crystal Palace và Aston Villa. Với lịch thi đấu bất lợi của cả hai, khả năng họ khó có thể cạnh tranh với Man City dù mùa giải vẫn còn 6 vòng đấu nữa. Đối đầu với Crystal Palace trên sân Anfield, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đã để thua 0-1. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2015 Liverpool mới phải nếm trái đắng trước Crystal Palace, đội bóng vẫn được xem là đối thủ yêu thích của họ suốt thời gian qua. Thất bại này cho thấy đoàn quân của The Club đang có dấu hiệu hụt hơi, bởi đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của Lữ Đoàn Đỏ trên sân nhà, đồng thời là trận thứ 3 liên tiếp họ chưa biết đến chiến thắng. Arsenal cũng thua trắng Aston Villa tại Emirates, qua đó bỏ lỡ cơ hội đòi lại đỉnh bảng từ Man City. Với thất bại ở vòng đấu này, Liverpool và Arsenal bị Man City bỏ cách 2 điểm. Trước đó, đương kim vô địch đã giành chiến thắng đậm 5-1 trước Luton Town. Việc cả Liverpool và Arsenal cùng nhận thất bại, Manchester City chính là đội bóng được hưởng lợi lớn trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa này. Arsenal và Liverpool cũng phải đối mặt với lịch thi đấu khó khăn từ giờ đến cuối giải. Nhiều khả năng, họ khó có thể cạnh tranh với Man City dù vẫn còn 6 trận trong tay. Trong khi đó, với chiến thắng ấn tượng trên sân Emirates, Aston Villa xây chắc vị trí trong top 4 với 3 điểm nhiều hơn đội đứng thứ 5 là Tottenham. Huấn luyện viên Emery cũng lần thứ 2 thắng Mikel Arteta trong cuộc đấu trí giữa hai huấn luyện viên từ xứ Basque. Không còn quyền tự quyết ở Ngoại hạng Anh, nhưng Arsenal phải nhanh chóng vực dậy khi họ phải làm khách trên sân của Bayern Munich tại lượt về tứ kết Champions League 2023-24 sau đây 3 ngày. Một thất bại có thể khiến thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta trải qua mùa giải trắng tay.